Đền Đô, Đền Lý Bát Đế, ngôi đền của các bậc đế vương nhà Lý, chủ đề, di sản văn hóa sử Việt, thực hiện audio, Phúc Thành. Nhắc đến vùng đất địa linh nhân kiệt của Pháp Đình Bảng, Bắc Ninh, ngày nay, là nhắc tới một trong ba tam cổ nổi tiếng lịch sử, thứ nhất cổ Bi, thứ nhì cổ Loa, thứ ba cổ Pháp. Đất cổ Pháp là nơi thắng địa bậc nhất Kinh Bắc, vượng khí linh thiêng, đây là một vùng có nhiều hồ, đầm lầy, sông Tiêu Tương uốn khúc quanh co, thế đất mang hình con nhện, xòe ra như cánh hoa sen. Đó là huyệt đất quý, phát tích đế vương, ứng với tám vua nhà Lý, hương thịnh kéo dài tới 216 năm. Hiện nay, tại làng Đình Bảng, Bắc Ninh, còn đậm dấu ấn anh linh của các vị đế vương. Nơi đó chính là đền Đô, còn gọi là Cổ Pháp Điện hay đền Lý Bát Đế, nơi thờ tám vị vua nhà Lý, ngôi đền lịch sử. Có đến thăm đền Đô, bạn mới thấy vì sao nơi này lại khắc đậm hào khí Thăng Long, vì đậm dấu ấn lịch sử. Đền Đô được xây dựng vào thế kỷ 11, ngày nay nằm ở phường Đình Bảng, Tư Sơn, Bắc Ninh, cách thủ đô Hà Nội khoảng 20 km. Đền được dựng trên nền đất mà xưa khi vua Lý Công Uẩn đăng quang và trở lại thăm quê hương. Theo sử sách, dân làng Đình Bảng đã cho xây dựng một ngôi nhà lớn làm nơi nghênh tiếp nhà vua. Khi vua Lý Công Uẩn băng hà, Lý Thái Tông lên ngôi kế vị vua cha, ông đã cho sửa sang lại ngôi nhà xưa và chọn làm nơi thờ tự vua cha, và cũng từ đó đền trở thành nơi thờ tự các vị vua nhà Lý sau khi băng hà. Đến nay, đền Đô thờ tám vị vua nhà Lý là Lý Công Uẩn tức Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Lý Thần Tông, Lý Anh Tông, Lý Cao Tông và Lý Huệ Tông. Trải qua thời gian dài và do chiến tranh tàn phá, nên đền Đô đã được tu sửa và mở rộng nhưng vẫn theo đúng hình dáng và kiến trúc ban đầu. Kiến trúc của đền có sự kế thừa phong cách cung đình và dân gian được kết hợp hài hòa, chạm khắc tinh xảo. Đền Đô nằm trong khuôn viên rộng hơn 31.000 m². Các công trình trong khu đền sắp xếp hài hòa với thiên nhiên khoáng đạt. Cổng vào nội thành đền Đô gọi là Ngũ Long Môn, với hai cánh cổng có chạm khắc hình năm con rồng. Mỗi khi cánh cổng này mở ra, sẽ như hình dáng con rồng bay lên cao vút. Trung tâm của đền Đô là khu chính điện trang nghiêm. Tại đây có điện thờ vua Lý Thái Tổ với hai con hạc trầu hai bên, điện thờ quanh năm y ngút khói hương. Bên trong điện thờ chính, một bên ghi chiếu rời đô của vua Lý Thái Tổ với đúng 214 chữ, ứng với 214 năm trị vì của tám đời vua nhà Lý. Phía bên phải là bài thơ hào hùng nổi tiếng như một bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư của Lý Thường Kiệt. Phía sau ngôi chính điện là nhà hậu cung, nơi đặt ngai thờ, bài vị và tượng của tám vị vua nhà Lý. Bên trong khu đền Đô còn có bức cuốn thư chiếu rời đô với chiều cao 3,5 m, rộng hơn 8 m, được ghép lại từ 214 chữ Hán làm bằng gốm Bát Tràng. Đây được coi là bức chiếu thư bằng gốm Bát Tràng lớn nhất Việt Nam. Trong nội thất khu đền còn có nhà chuyển bồng, kiến trúc theo kiểu trồng diêm 8 mái, 8 đao cong mềm mại, nhà tiền tế, nhà để kiệu thờ, nhà để ngựa thờ. Đặc biệt, phía đông đền có nhà bia, nơi đặt cổ pháp điện tạo bi, bia đền cổ pháp. Tấm bia đá này được khắc dựng năm 1605, do tiến sĩ Phùng Khắc Khoan soạn văn bia, ghi lại sự kiện lịch sử nhà Lê xây dựng lại đền Đô và ghi công đức của các vị vua triều Lý.